Máy ấm Hoa Hồng Đen xin chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào video này thì Hoa Hồng Đen cũng xin kính chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Ở đây là có bốn bé chó cô chú, là của một anh ở quận 8 á. Anh này bị ung thư gan, bác sĩ chê rồi, trở về nhà rồi, cho nên là không còn ai nuôi bé nữa, nên gia đình mới gọi tới máy ấm. Ban đầu thì Hoa Hồng Đen từ chối, Hoa Hồng Đen không nhận. Thì anh vợ của anh này mới tâm sự với lại Hoa Hồng Đen, nói là em rể tôi bị ung thư gan thời kỳ cuối, bây giờ bác sĩ chê rồi, bây giờ là về nhà nằm chờ tới ngày đi, cho nên là không còn khả năng để nuôi nữa, nên là hy vọng là có máy ấm nhận để cho yên tâm á. Nên là Hoa Hồng Đen thấy thôi tội nghiệp quá, nên là Hoa Hồng Đen mới cho xe xuống đó vận chuyển bốn bé về đây cô chú. Đó, đói thì cũng đã đói rồi, quá tải thì cũng đã quá tải rồi, thì giờ thêm bốn đứa nữa để cho anh đó ảnh yên tâm. Chứ giờ cái hoàn cảnh cũng tội nghiệp quá, ung thư gan mà bây giờ bác sĩ chê rồi cô chú, coi như là không biết đi lúc nào, để cho coi như là phụ ảnh một nói chung là để cho ảnh yên tâm á mà. Thì Hoa Hồng Đen cũng cầu mong là cái lòng thành của mình cô chú hiểu được, cô chú thương máy ấm Hoa Hồng Đen cũng như là yêu thương các bé, là phụ với Hoa Hồng Đen để Hoa Hồng Đen lo cho các bé. Thì Hoa Hồng Đen chỉ còn có bao nhiêu đó thôi cô chú. Chứ bây giờ quá rồi, không biết đường nào tính nữa cô chú ơi. Mấy bé trong trạm bữa nay á, ốm lắm cô chú, không đủ ăn á cô chú. Có tặc cái lưỡi nữa kìa. Đó, một bữa rồi nó đâu có dành đâu, bây giờ nó dành giật nó la lì luôn á cô chú. Đó, cũng mong là cô chú xót thương cho cái số của tụi nó khổ về đây rồi, có chỗ ăn chỗ ở rồi, chỉ thiếu cái ăn thôi. Xin cô chú mở lòng thương tụi nó, cho tụi nó có cái bữa ăn sống qua ngày. Thật sự mà nói các bé ở đây là coi như là nó không có một cái hạt để nó ăn luôn cô chú. 24 giờ chỉ có một bữa cơm thôi, nó rất là tội nghiệp luôn cô chú. Đó, cũng mong là cô chú thương. Đó, bây giờ nó giành giật ăn chổng. Rồi, bây giờ là Hoa Hồng Đen tiếp nhận bốn bé của anh đó. Thì nói chung thì bệnh thì bác sĩ đã chê rồi đó, không có còn cứu chữa gì hết trơn á. Chỉ mong là mình có thể giúp ảnh yên lòng thôi, phải giây phút cuối cùng, chứ giờ cũng không có giúp gì được á. Rồi, Hoa Hồng Đen cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cảm ơn cô chú luôn yêu thương máy ấm Hoa Hồng Đen, cũng như là yêu thương các bé mà hỗ trợ cho Hoa Hồng Đen, cũng như là những lúc khó khăn cô chú luôn ở bên cạnh, an ủi vợ chồng Hoa Hồng Đen, giúp đỡ từ tinh thần cho tới vật chất. Thì Hoa Hồng Đen cũng cố gắng rất là nhiều để đáp lại cái tấm lòng của cô chú đã thương yêu Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen cũng cố gắng hết mình để giúp đỡ cho các bé. Mong rằng cô chú hiểu máy ấm Hoa Hồng Đen nhiều hơn, và giúp đỡ cho các bé, để cho các bé có được miếng ăn đúng nghĩa. Thật sự bây giờ 24 tiếng đồng hồ ăn chỉ có một cử cơm mà cô chú, như mình ăn cử mình còn đói á. Đó, cô chú có nghe tiếng la thảm thiết không? Rất là tội nghiệp luôn cô chú. Rồi Hoa Hồng Đen xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Hoa Hồng Đen xin chào cô chú và hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo. Bốn đứa này phải có ai nhận làm con nuôi cũng đỡ.